Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Thiền càng nhiều càng tốt trong giai đoạn ân điển này. Phần 1 trên 3 phần, trên giữa Thầy và Trò, được giảng bằng tiếng Anh, Pháp, Trung Hoa và Âu Lạc, còn được biết là tiếng Việt, vào ngày 6 tháng 4 năm 2012 tại Pháp. Xin lỗi quý vị, tôi không thể đến đây cả đêm được. Tôi đánh thức quý vị đúng lúc hay không vậy? Xin lỗi là quý vị thức giấc vào giờ này. Tôi sẽ xem cái này sau, được chứ? Chúa ơi, chúng ta không có nhiều thời giờ cho mọi thứ. Này, chào mừng quý vị đã về nhà. Xin lỗi về tất cả điều này. Ồ, mới à? Chà, đẹp quá. Quý vị khỏe không? Dạ, khỏe. Tốt, rất vui được gặp sư phụ, rất vui được gặp quý vị. Chúng con cũng rất vui được gặp Ngài. Tôi rất vui để đến đây gặp quý vị. Cuộc đời thật phức tạp. Trước khi đảm nhận việc này, tôi đã không hình dung được là có quá nhiều việc như thế. Hôm qua tôi thật sự muốn gặp quý vị. Tôi biết có người mới đến và mọi thứ, nhưng tôi không thể đến được. Và đêm nay tôi muốn đến sớm hơn cũng không được, nên tôi đợi cho đến tận bây giờ. Cuối cùng thì cũng đến được. Quý vị có vui không? Dạ vui. Có chật quá không? Có chật quá không? Dạ không sao. Chỗ có nhỏ quá không? Dạ không. Không à? Những người Trung Quốc ở dưới lầu ổn chứ? Mọi người ở dưới lầu, bất cứ ai, người Trung Quốc hay không, đều ổn cả chứ? Được rồi, dưới lầu không phải quý vị. Quý vị ngồi đây thì tốt quá rồi. Hôm trước có một sư tỷ người Trung Quốc than phiền. Cô ta ngồi ở đằng sau, kế cầu thang đó. Cô ta nói với tôi, đây là lần đầu tiên con gặp sư phụ, con có thể ngồi đằng trước được không? Bởi vì con không thấy rõ ngài. Sao? Tôi nói, phải làm sao đây? Chỗ này đã tốt lắm rồi, phải không? Cô ta chưa dự kỳ bế quan ở Thái Lan nên mới than phiền. Quý vị có dự kỳ bế quan đó không? Dạ có. Nhiều người quý vị phải không? Ai đã tham gia bế quan ở Thái Lan? Giơ tay lên coi. Được rồi. Khi gặp lại vị sư tỷ đó, quý vị nhớ giải thích thêm cho cô bằng ngôn ngữ của quý vị. Xin nói rõ chi tiết. Quý vị phải đi lên bao nhiêu cầu thang mới đến được nhà tắm? 16 hay gì đó. 16 cầu thang. Nhiều hơn à? Dạ, nhiều hơn. 18 à, quý vị có đếm à? Làm sao quý vị có thể quên được, phải không? Làm sao quý vị có thể quên được con số đó chứ? Rồi, sau khi về nhà, quý vị cảm thấy dẻo dai, tột đỉnh thế giới, vận động chân tay, nên chúng ta trở nên thật to, khỏe. Vài người nói rằng trước đây họ bị bệnh, có mấy cục bướu ở khắp chân hay gì đó. Sau kỳ bế quan ở Thái Lan, tất cả mấy cái bướu sợ quá, chạy mất tiêu. Cô ta trở thành top 10 thể lực tốt. Tin vui cho Âu Lạc Việt Nam. Xả có thể dùng nhé. Xả giống như cây cỏ, không có cảm giác quá đau đớn, dùng không sao. Xả là thực phẩm mới thêm vào danh sách. Và về chuyện lần trước, chúng ta nói về kẻ thù trở lại để yêu thương nhau. Tôi, bởi vì một vài người hỏi tôi làm thế nào để nhận ra kẻ thù, tôi nói điều đó khó đấy, vì sau khi nhận ra thì quá muộn rồi. Tuy nhiên, ta đã nói với quý vị rồi, tình thương có thể hóa giải nghiệp quả xấu. Rồi kiếp sau, quý vị không còn vấn đề gì nữa.
Nhưng quý vị lại phải gặp kẻ thù khác, ai biết được. Thế giới này toàn những người cho và nhận, thường là những người có vấn đề với nhau từ những kiếp trước. Hầu hết họ đến đây để thanh toán, nếu họ có thể. Và hầu hết, trước khi xuống đây, họ đều hứa là lần này họ sẽ làm tốt hơn. Nhưng hầu như họ lại quên đi. Khi mối quan hệ đó phải trả giá quá lớn, thì họ lại không thích, nên họ lại xung đột với nhau. Và rồi kiếp sau, họ phải trở lại để trả gấp đôi hay gấp ba lần. Nhớ câu chuyện của Gandhi không? Có một câu chuyện về ông hỏi bạn mình tại sao, hỏi một nhà văn nổi tiếng tại sao ông ta lại chịu đựng bà vợ như thế, bởi vì bà ấy rất đáng sợ, lúc nào cũng mắng chửi ông và sai ông làm đủ thứ. Tại sao ông không bỏ đi hay tìm người vợ khác hay làm gì đó? Ông ta nói, ồ, tôi không dám, bởi vì kiếp trước không tệ lắm, nhưng kiếp này thì đã tệ hơn rồi. Nếu tôi bỏ đi thì kiếp sau sẽ như địa ngục. Bây giờ, nếu muốn nhận ra kẻ thù, thì tôi khuyên quý vị là không nên. Nhưng nếu quý vị thật sự muốn biết, thì tôi nói cho quý vị biết. Quý vị muốn biết không? Dạ muốn. Ngay cả khi đã quá muộn rồi sao? Dạ vâng. Được. Ít ra quý vị có thể nói với kẻ thù, nghe này, hãy cư xử cho tốt, bằng không kiếp sau anh sẽ trả gấp đôi. Không phải như giả sử quý vị yêu đúng kẻ thù, thì đây là cách vận hành của nhân quả. Những người ghét nhau trong mấy kiếp trước, họ phải trở lại bằng cách này hay cách khác trong một kiếp hay nhiều kiếp để hóa giải, để phải yêu thương nhau, để tha thứ cho nhau và quên hẳn đi. Khi kẻ thù trở lại, không phải luôn là chồng hay vợ, cũng có thể là người thân trong gia đình, như con trai, con gái, cha mẹ mình. Nhưng giải pháp luôn là tình thương và sự tha thứ, bằng không, cho dù ở bất cứ nơi đâu, nghiệp quả cũng không hóa giải được. Bây giờ không phải luôn là lỗi của quý vị. Vì hóa giải với người quý vị yêu quý quả là rất khó. Có lẽ kiếp trước anh ta đã gây rắc rối, hay cô ta nợ quý vị điều gì đó. Và kiếp này việc thanh toán là kiểu làm cho họ cảm thấy phiền toái, hoặc có lẽ món nợ quá lớn hay cảm giác quá đau khổ không thể hóa giải. Hiểu không? Kẻ thù không có nghĩa là quý vị luôn mâu thuẫn rất gay gắt hàng ngày hay suốt ngày, hay làm tổn thương nhau, hay thậm chí gây bạo lực cho nhau. Có thể xảy ra như vậy, nhưng không phải luôn như thế. Có thể xảy ra bằng những cách khác, bởi vì có những loại kẻ thù khác nhau. Giống như quý vị có lẽ gặp ai đó, và rồi đột nhiên tất cả công việc làm ăn của quý vị bị đổ bể, và quý vị mất rất nhiều tiền hay tài sản. Hoặc có thể là sức khỏe của quý vị đột nhiên thay đổi và trở nên rất tệ. Hoặc quý vị bị tai nạn, mọi thứ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là tại vì người đó, nhưng nó có thể xảy ra như vậy, hiểu ý tôi không? Và nếu chuyện này xảy ra quá thường xuyên và nhiều lần, thì quý vị nên biết là có lẽ quý vị gặp trúng đối thủ rồi. Đối thủ tệ. Cho nên, ngày xưa, khi người ta muốn dựng vợ gả chồng cho con cái, chào ơi, họ lựa chọn rất kỹ lưỡng, xem tử vi có hợp không, hay có môn đăng hộ đối không, trình độ giáo dục, giai cấp, tầng lớp xã hội có tương xứng không, và mọi thứ, còn lại tập quán của hai bên thông gia, thói quen của đôi uyên ương, đại khái vậy.
Như vậy để chắc chắn rằng họ ở với nhau đến đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn, gia đình thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, mọi thứ phải hợp với nhau. Tôi không biết chuyện này có xảy ra thật không nữa. Như thân sinh của tôi, họ chưa yêu nhau hay hẹn hò nhau vì do cha mẹ hai bên sắp đặt cho họ. Lúc đó, thậm chí trước ngày cưới, cha tôi còn chưa biết mặt mẹ tôi, không gặp mặt gì cả, chỉ nhờ người mai mối nói cho ông biết là mẹ tôi đẹp ra sao, bà nấu ngon như thế nào, cùng cách bà tốt ra sao và đủ thứ, đủ mọi thứ. Cho nên tin hay không, có chịu hay không thì chỉ có vậy thôi. Nhưng khi cha tôi đến, mẹ tôi đã nhìn trộm ông. Dĩ nhiên là ông không biết. Bởi vì ông phải đến nhà thân sinh của mẹ tôi để cầu hôn bà. Mẹ tôi không phải đến nhà ông, cho nên ông không thể nhìn trộm bà. Nhưng ông phải đến để mang lễ vật và cùng với thân phụ của ông để cầu hôn bà. Dĩ nhiên tại nhà mẹ tôi. Và dĩ nhiên là bà đã nhìn lén ông từ trong phòng. Và rồi mẹ tôi còn nói, ôi sao anh ta trông đen đúa thế? Tôi nhớ mẹ tôi kể cho tôi nghe thân sinh của bà nói, không đâu, nó trông hơi đen nhưng có tương lai rất sáng sủa. Ông hấp thụ nền giáo dục của Pháp, có địa vị và học vấn tốt, nên tương lai sáng lạng, vậy là được rồi. Thân sinh đã chọn rồi nên mẹ tôi không thể nói gì được. Ngày xưa là như vậy. Nếu cha mẹ đồng ý, thì con cái không thể từ chối dù thế nào đi nữa, thì hầu hết con cái đều nghe theo sự sắp đặt hôn nhân của cha mẹ. Chỉ có một số người rất hiếp bỏ nhà trốn đi với người yêu. Nhưng như thế sẽ bị cả xã hội khinh rẻ, bất cứ ai biết họ đều coi thường. Ngày nay, con cái không nghe theo lời cha mẹ nữa, mà cha mẹ phải nghe theo lời con cái. Nếu không thì sao? Hiểu ý thôi không? Còn nhớ chuyện cười tôi đã kể về chàng thiếu niên không? Khoảng 14, 15 tuổi, anh bắt đầu hẹn hò bạn gái. Và rồi cha cậu lo lắng về chuyện này, nên ông gọi cậu con trai vô phòng rồi nói, em, này con, giờ con đang trong tuổi trưởng thành, nên cha có vài điều muốn nói với con. Cha muốn bàn với con, nhưng thật ra, cha không biết nói thế nào. Con biết không, những chuyện mà con biết, như chuyện nam nữ, con biết không? Cha thật sự không biết nói làm sao. Ông ta cũng mắc cỡ, không biết giải thích thế nào về chuyện ông bướm và những chuyện như vậy. Nên chàng thiếu niên bèn nói, ồ, không sao đâu cha. Bất cứ điều gì cha không biết thì cứ hỏi con sẽ nói cho cha hay. Chuyên gia ở tuổi thiếu niên rồi. Ngày nay, quý vị không thể dạy bảo con cái nữa. Họ có Internet, họ có tạp chí, họ có mọi thứ. Đôi khi cũng giống như nợ nần, biết không? Giống như người vay nợ, chủ nợ và người vay nợ gặp nhau. Nên đôi khi vấn đề rất rõ ràng. Nhưng người trong cuộc không biết. Như vợ chồng thì họ sẽ không biết. Họ nghĩ cùng gặp những chuyện xui xẻo, nhưng họ có thể là do người chồng hoặc người vợ mang lại điều không may. Một trong hai người bạn đời, hiểu không? Do đó quý vị cùng có đủ loại vấn đề. Lại giống như kiếp trước, hết lần này đến lần khác. Thỉnh thoảng, nếu để ý thì quý vị sẽ biết. Vì vậy, quý vị nên cẩn thận hơn và có lẽ yêu thương hơn nữa. Yêu thương hơn, tôi không biết nói làm sao. Vô điều kiện hơn. Và cầu nguyện rằng kiếp sau sẽ không xảy ra nữa. Nhưng không dễ như vậy đâu. Hầu hết kẻ thù sâu nặng khi gặp là họ yêu nhau ngay lập tức. Không ai có thể ngăn cản được họ. Đó mới là vấn đề. Dĩ nhiên, cũng có chuyện bạn bè gặp lại nhau và cảm thấy rất thoải mái với nhau.
Nhưng bởi vì nếu đã là bạn bè thì không cần phải gặp nhau để giải quyết hết những bất đồng và rắc rối trong quá khứ, cho nên thường là quý vị gặp phải kẻ thù để thương yêu kẻ thù. Như Chúa Giêsu đã nói, nếu có bạn đời thì quý vị hãy thương yêu họ, thương yêu chàng, thương yêu nàng theo giáo lý của Chúa Giêsu, được chứ? Và đừng trách bất cứ ai. Có lẽ anh ta hay cô ta ở đó để thử công lực của quý vị, để thúc giục quý vị có dũng khí hơn trong việc tu hành. Cho nên quý vị có niềm tin hơn ở Thượng Đế, quý vị cầu nguyện tha thiết và thành tâm hơn. Bởi vì đôi khi nếu cuộc đời quá suôn sẻ, có lẽ quý vị chỉ thích được thoải mái và không tưởng nhớ Thượng Đế nhiều như vậy. Hoặc bây giờ quý vị nghĩ về Ngài, rồi sau đó quý vị cảm thấy hơi chán nản, nhưng thường là khi quý vị hạnh phúc với nhau thì ai cần Thượng Đế nữa. Còn nhớ chuyện cười mà trước đây tôi kể cho quý vị nghe không? Có một vị linh mục và anh chàng tài xế xe buýt cùng nhau lên thiên đàng. Vị linh mục thì được ban cho túp lều gỗ đâu đó trong một góc ở thiên đàng, còn chàng tài xế xe buýt thì được ban cho ngôi biệt thự to lớn đầy đủ mọi tiện nghi. Nên vị linh mục rất buồn. Ông nói, Thượng Đế ơi, con thật sự không muốn than phiền, bởi vì chúng con, các giáo sĩ, nên hài lòng với bất cứ gì mình được ban cho. Và con quen với cuộc sống bình dị, không phải than phiền hay bất cứ gì, nhưng xin Ngài hãy cho con biết, tại sao người tài xế lại được ngôi biệt thự to lớn, còn con cả đời đã cống hiến cho Ngài và các con chiên của Ngài, mà con chỉ được túp lều gỗ trong góc vườn của thiên đàng vậy? Thượng Đế đã nói gì, còn nhớ không? Không à, quý vị chưa nghe chuyện này à? Được rồi, như vậy tốt, có nghĩa là chuyện này còn mới, nên quý vị lại có thể cười. Thế rồi Thượng Đế nói, khi người giảng kinh thì mọi người ngủ gật, nhưng khi người tài xế lái xe buýt thì mọi người cầu nguyện. Cầu nguyện rất thành khẩn và tha thiết. Chắc chúng ta không bao giờ biết làm sao anh ta lấy được bằng lái xe. Bây giờ quý vị nhớ rồi, tốt, được rồi, được rồi. Trên lầu cũng có người mới đến à? Dạ vâng. Tôi thật xin lỗi vì luôn để quý vị chờ đợi. Tôi thật sự lo rằng quý vị ra về trước khi tôi có dịp đến gặp quý vị. Quý vị vẫn chưa về, hôm nay quý vị về à? Có ai về không? Dạ ngày mai. Ngày mai. Bây giờ là ngày mai rồi. Ngày 7 quý vị về hay ngày 6? Dạ ngày 7. Dạ ngày 6. Ngày 7 tất cả quý vị đều về ngày 7 à? Dạ ngày 6. Ngày 6 hôm nay đã là ngày 6 rồi. Khoảng mấy tiếng nữa thôi phải không? Thật tốt là tôi đã đến đây. Con muốn cảm ơn Sư Phụ vì mọi điều Ngài đã làm cho thế giới, cho tất cả đồng tu và cá nhân con. Thật sao? Con đến từ Lomé, Logo. Tôi đã làm gì cho cô? Sư phụ đã cứu con nhiều lần. Sư phụ cứu con nhiều lần và gia trì cho con rất nhiều. Con nợ ơn Ngài rất nhiều. Không đâu, cô không nợ gì cả. Sư phụ hy sinh cho chúng con quá nhiều. Được rồi. Con vô cùng biết ơn Ngài. Vô cùng không có chi. Cảm ơn Sư phụ rất nhiều. Và Ngài đã ban cho con một phép màu. Lần trước con xin chiếu khám một tuần, mà họ cấp cho con đến một năm. Sư phụ, con rất biết ơn Ngài. Chà, cảm ơn Sư phụ rất nhiều. Cảm ơn Ngài. Chà, đó là bởi vì cô tốt. Cảm ơn Sư phụ, bởi vì cô tốt, nên những điều tốt này xảy đến với cô. Ngài chịu quá nhiều đau khổ, Sư phụ. Ngài chịu quá nhiều đau khổ vì chúng con, thưa Sư phụ. Không sao, sao cô biết? Con có thể kể cho Ngài nghe không ạ? Sao cô biết? Con thấy điều đó trong khi thiền. Có ba người gồm Sư phụ, con và một người khác mà con không biết. Có hai người đàn ông cầm dao rượt theo con. Và sư phụ bảo con chạy đi. Sư phụ đứng phía trước rồi con nói, không sư phụ ơi, họ sẽ đâm sư phụ, con muốn ở lại với Ngài. Sư phụ bảo con không được, chạy đi.
Thế rồi sư phụ đã hứng chịu khi người đàn ông phóng con dao vào sư phụ, thì sư phụ biến mất. Và rồi con rời khỏi đó, sư phụ ạ. Cảm ơn Ngài vô cùng. Tuyệt vời. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ là Thượng Đế. Ngài không phải là người thường. Ngài là Thượng Đế, là hóa thân của Thượng Đế. Cảm ơn Ngài. Nếu quý vị cảm thấy tốt, thì tôi cũng cảm thấy tốt. Điều quan trọng là quý vị cảm thấy tốt. Quý vị cảm thấy tốt, điều đó mới quan trọng. Được. Kính chào sư phụ. Con cứ thắc mắc là con có hai cháu gái, một trong hai cháu cầm tấm hình của sư phụ trong mấy ngày liền khi ba của các cháu đi bế quan. Cháu khóc thật nhiều và nói rằng cháu nhớ sư phụ. Và con tự hỏi tại sao một bé gái mới có 3 tuổi trước đây cháu và những trẻ em khác biết sư phụ, phải không? Sao cô không hỏi cháu? Tất cả họ đều biết tôi, một số nhớ, một số thì quên. Từ 4 tuổi trở xuống, hầu hết trẻ em đều nhớ. Họ câu thông tốt với thiên đàng và biết ai là ai. Thường là từ 4 tuổi trở xuống, không phải trẻ em nào cũng vậy. Từ 4 hay 5 tuổi trở xuống, mỗi ngày các em đều trò chuyện với Thượng Đế, mỗi ngày đều trò chuyện với thiên đàng. Chúng ta mới là người bị mất liên lạc. Nói với cháu là tôi rất thương cháu. Hãy mang một ít kẹo thuần chai về và nói là tôi cho cháu. Cháu cũng muốn đến gặp sư phụ, rất muốn. Tôi biết tôi không thể gặp hết mọi người được. Con biết sẽ không bao giờ đủ. Ngày nào cháu cũng muốn gặp sư phụ. Trời ơi, tôi phải làm gì đây? Đây này, chỉ dành cho con cô. Đừng lấy trộm cái nào nhé. Không, tôi đùa thôi. Ai cũng sẽ có một cái. Khiêng lên đây. Nặng đó. Bởi vì gia đình quá đông, thảo nào. Không cần, nhưng họ thích vậy. Nên lúc nào tôi cũng phải gia trì. Thật ra, quý vị biết gì không? Cảm ơn quý vị. Quý vị thích gia trì rất nhiều nên tôi phải làm vậy, bằng không thật sự không cần như thế. Quý vị biết tôi luôn ở cùng với quý vị. Tôi không cần phải ở với quý vị bằng nhục thể hay làm bất cứ điều gì. Quý vị biết điều đó, nhưng quý vị vẫn thích nhìn thấy người mẹ già nua của quý vị. Và tôi đã hứa nên tôi phải cố gắng đến bằng bất cứ giá nào. Cô nói xong rồi phải không? Cô hả? Dạ. Con thắc mắc về thời đại Hoàng Kim. Bởi vì vài năm trước chúng ta đã bắt đầu tiến vào thời đại Hoàng Kim, phải? Và sau đó bị dừng lại phần nào bởi khí hậu thay đổi. Không, thay đổi khí hậu không liên quan gì đến thời đại Hoàng Kim. Chúng ta vẫn đang tiến vào thời đại Hoàng Kim, phải không ạ? Phải, đúng vậy, và chúng ta đã cứu địa cầu. Bây giờ chúng ta có thêm hơn 50 năm nữa. Chào ơi, quý vị không biết sao? Tất cả mọi người, ngoại trừ những người bị thanh lọc, quý vị biết đó, gần đây có rất nhiều sự thanh lọc, nhớ không? Nhiều thiên tai, chiến tranh và mọi thứ. Đó là đang thanh lọc, tiến trình thanh lọc. Bây giờ, những ai sống ở đây là đã được nâng lên cao hơn ít nhất một hay hai đẳng cấp. Thậm chí họ vẫn còn trong cơ thể vật chất này. Nhưng linh hồn họ đã thăng hoa lên cảnh giới thứ ba hay thứ tư rồi. Họ chỉ còn nối với thân thể vật chất này bằng một sợi dây, hiểu không? Bởi vì hầu hết trong tâm cảm mọi người đều tốt. Khi ăn thịt hay uống rượu, họ chỉ không biết họ đang làm gì mà thôi. Họ thật sự không biết họ đang làm gì. Chỉ là họ được dạy làm điều đó và bắt chước nhau. Nhưng trong tâm khảm họ rất tốt, nên bây giờ chúng ta đã cứu địa cầu, tiếp tục tồn tại. Địa cầu sẽ tiếp tục hiện hữu. Trong bao lâu nữa, tôi không biết, nhưng hiện tại thì địa cầu tồn tại được hơn 50 năm nữa và vẫn còn thêm nữa, miễn là tôi vẫn còn sống và vẫn... Nếu quý vị để tôi thiền nhiều hơn và sâu hơn, quý vị cứ gọi tôi ra gặp quý vị hoài. Thỉnh thoảng gặp thì được, nhưng không thường xuyên, được chứ? Tôi phải thiền nhiều và tất cả quý vị cũng vậy. Thiền càng nhiều càng tốt, thậm chí 1 phút, 2 phút, mọi lúc cứ thiền suốt ngày. Bất cứ khi nào có thể, trong khi giải lao, khi làm việc, khi đi nhà vệ sinh, thiền bất cứ lúc nào, thiền khi ăn, thiền khi uống, lúc nào cũng thiền.
Được chứ. Phải luôn nhớ tới Thượng Đế và Thiên Đàng vì đây là khoảng thời gian ân điển được ban rãi. Và những nỗ lực của quý vị sẽ được ban thưởng gấp hàng trăm lần. Nhất là ở những trung tâm có cổng Thiên Đàng, tuyến gia trì và cổng gia trì tâm linh. Ở những nơi đó, quý vị sẽ được gia trì gấp bội. Nhưng quý vị phải để tôi thiền rồi tìm ra chúng. Bởi vì nếu không có thời gian thì tôi không thể làm bất cứ điều gì. Tất cả những câu hỏi tri thức và tất cả những việc văn phòng. Nếu tòa thiền, chúng ta có thể cứu địa cầu tốt hơn. Bởi vì linh hồn mọi người sẽ được thăng hoa và tội lỗi của họ sẽ được gột rửa sạch sẽ, và rồi nếu họ chết thì họ sẽ đi lên thiên đàng cao hơn, cho dù địa cầu bị hủy diệt. Nhưng bây giờ địa cầu cũng không bị hủy diệt. Chúng ta đã cứu địa cầu thêm nửa thế kỷ nữa và còn thêm nữa, hiểu không? Quý vị không biết à? Ồ, mấy người này mới đến, thảo nào. Mấy hôm trước chúng tôi đã thông báo điều này rồi. Quý vị không cho họ xem chương trình cũ à? Có à? Nhưng họ không xem sao? Quý vị cho họ xem phần quan trọng, chứ không phải phần chúng ta uống trà nói chuyện hay mọi thứ. Phần quan trọng, biết không? Phần cứu địa cầu và lý do tại sao đôi khi tôi không đến được. Họ chưa cho quý vị xem à? Trời ơi, anh chàng hư quá. Tôi đã bảo họ rồi, nhiều băng quá mà. Chúng con được xem rồi. Vậy à, nhiều băng quá, thảo nào. Họ cứ chiếu hết băng này đến băng khác và quý vị bỏ lỡ những phần quan trọng. Chỉ cho xem những băng quan trọng thôi. Nếu muốn, quý vị cũng có thể chia sẻ thông điệp này với mọi người trên Internet. Có thể đưa thông điệp này trên Internet. Địa cầu đã được cứu, hoan hô. Nhưng quý vị biết điều này, phải không? Cuộc đại chiến đã lắng dịu và thiên tai cũng giảm đi. Mặc dù có biến đổi khí hậu, nhưng mọi thứ trở nên tốt hơn. Không thể tốt hơn 100% được, bởi vì toàn thể nhân loại chưa thay đổi nhiều. Nhưng có nhiều người chuyển sang lối dinh dưỡng thuần chay hay trường chay. Vì thế cũng dễ cứu hơn, dễ hơn một chút. A little bit easier, yes. Otherwise, remember one of your brothers. Còn nhớ chuyện sư huynh đó kể không? Ồ, lúc đó quý vị không có mặt ở đây, nhưng một số quý vị còn nhớ rằng khi chúng ta thiền ở Thái Lan, thì anh ta thiền tại nhà, bởi vì anh không thể đến được. Và rồi anh ta thấy lực lượng của sư phụ nâng tất cả người dân Thái Lan lên một đẳng cấp cao hơn. Người Thái, họ theo đạo Phật Tiểu Thừa. Tiểu Thừa, Đại Thừa đều là đạo Phật. Trong nhiều kinh điển, Đức Phật nói rằng nếu các con ăn thịt thì các con không phải là đệ tử của ta. Ý tôi là không phải đệ tử của Phật. Trong trường hợp đó, cũng không phải là đệ tử của tôi nữa. Tôi thương quý vị. Cảm ơn quý vị đã đến đây. Cảm ơn quý vị đã thương yêu tin tôi trong những năm vừa qua và làm những việc tốt mà quý vị đang làm giúp thế giới hết khả năng mình. Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất tự hào về quý vị. Rất tự hào. Tôi hy vọng quý vị có thêm thời gian để thiền cho chính mình, cho nhiều thế hệ tiếp nối của quý vị, cho thế giới và cho cả vũ trụ. Tôi không biết quý vị có đạt được nhiều sự giá trị như thế không, nhưng hãy nghĩ đến những chuyện lớn, không mất mát gì cả. Được rồi, còn có hỏi nào nữa hay không? Đây. Xin cảm ơn sư phụ. Gặp lại sư phụ, con thật hạnh phúc. Con có ba chú mèo. Có một nàng lông trắng hay bị bệnh. Nhưng một trong những người câu thông với thú vật nói rằng đó là bởi vì nghiệp chướng của con. Cô nàng bệnh là bởi vì nghiệp chướng của con. Nhưng người khác thì nói rằng đó là do nghiệp chướng của chính cô nàng, nghiệp chướng của cô nàng mèo. Thế câu hỏi là gì? Cô nàng bệnh do nghiệp chướng của con, vậy con có phải thiền nhiều hơn cho cô nàng và cho con không? Dĩ nhiên. Không thì phải làm sao?
Cô không thấy ngượng khi mèo của cô phải gánh nghiệp chướng cho cô sao? Dạ, cảm ơn sư phụ. Không sao đâu, có lẽ kiếp trước cô cũng làm điều gì đó tốt cho cô nàng. Bây giờ cô nàng muốn trả ơn cho cô bằng cả cuộc đời cô nàng. Hầu hết loài vật đều như vậy. Ngay cả nếu kiếp trước cô không làm điều gì tốt cho cô nàng, nếu cô chăm sóc và thương yêu cô nàng, thì họ sẽ sẵn sàng hy sinh thậm chí cả cuộc đời họ cho cô. Chắc chắn như vậy. Mèo, chó, chim, gà, gà tây, bò, ngựa, lừa, heo, họ đều hy sinh như vậy. Chỉ là con người không biết mà thôi. Chỉ vì cô có một nhà ngoại cảm có thể câu thông với thú vật nên cô mới biết. Bằng không, cô sẽ không biết được. Cô nghĩ rằng được rồi, mèo của tôi chỉ bị bệnh thôi. Hiểu ý tôi không? Thưa sư phụ, cảm ơn ngài đã gặp chúng con. Con rất cảm động. Con có một câu chuyện ngắn, đó là ngày nọ có một chú ong nhỏ đậu trước cửa sổ nhà con. Chú sắp chết, gió rất mạnh và con nghĩ chú bị thổi khỏi cây hay sao đó. Dù sao chú sắp chết, chú quá kiệt sức. Con cố gắng che chắn để tránh gió cho chú. Con đặt quyển sách lời pháp cam lồ của sư phụ kế bên chú để che chú lại. Con cố gắng cứu chú khoảng 5 phút và quyển sách đổ ập xuống à? Dạ không. Không à? Dạ không, con đặt tim tôi yếu lắm. Dạ không, con mở sách ra để làm tấm chắn. Rồi chú ông bắt đầu bò vào các trang sách. Chú muốn vào trong quyển sách và chú bắt đầu lấy lại sách ngay lập tức. Và quyển sách nào vậy? Dạ đó là quyển lời pháp cam lồ. Ồ, sách của tôi. Được rồi. Dạ phải, dạ phải. Chú muốn quyện mình vào cuốn sách. Con muốn kể là chú bò đến khe sách. Điều tiếp theo là chú bay đi mất. Ý con là như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hiểu rồi, quả thật kỳ diệu khi chứng kiến cảnh này. Ý con muốn nói câu chuyện này là một phép màu nhỏ. Cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ, con xin kể một câu chuyện ngắn. Lần này gặp được sư phụ con rất vui. Thật không dễ chút nào. Một lần nọ, con đang xới đất trong vườn rau thì một chú chim bay đến. Lúc đó con cầm máy MP3 trên tay đang mở phần sư phụ thuyết pháp. Con chim nhỏ theo con suốt trong vườn khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Sau đó khi con đi lên lầu thì hai chú chim đậu trên bức tường bao quanh vườn và cứ lắng nghe sư phụ thuyết pháp. Lúc đó con cảm thấy chú chim nhỏ này thật dễ thương, thật là dễ thương. Cảm ơn sư phụ. Được rồi, quả thật dễ thương. Đó là bởi vì lực lượng của sư phụ. Ngay cả chú chim nhỏ cũng biết sư phụ là ai. Thậm chí chú còn biết sư phụ là Thượng Đế. Chú nói với cô như vậy à? Chú không nói với con. Chú không nói, sao cô rõ thế? Bởi vì chú cứ lắng nghe sư phụ thuyết pháp. Được rồi. Cảm ơn sư phụ. Loài vật nhạy cảm hơn và thiên về tâm linh hơn. Họ hiểu mọi điều. Còn đối với con người thì khó hơn. Bởi vì cấu trúc cơ thể và đầu óc của chúng ta rất phức tạp. Bởi vì cấu trúc phức tạp, chúng ta mới có thể làm người và có nhiều năng lực. Tuy nhiên, cũng bởi vì sự phức tạp này, chúng ta mới có nhiều phiền phức và chướng ngại. Đầu óc là bạn của chúng ta, mà cũng là kẻ thù của chúng ta, rất phức tạp. Nhiều phim tài liệu trình chiếu trên truyền hình có xem không? Quý vị chắc đã thấy nhiều sinh vật biển rất nhỏ, trông rất nhỏ và yếu đuối. Một số thậm chí nhỏ như thế này. Nhưng họ sống rất sâu dưới đáy đại dương mà không sao cả. Ở dưới đó rất lạnh lẽo và tối tăm, nhưng họ không sao cả. Những sinh vật này rất nhỏ và yếu đuối. Nếu con người chúng ta đi xuống đó sẽ tan thành trăm mảnh, hiểu không? Ở dưới đó rất lạnh và vô cùng đau đớn, sẽ chết mất. Họ nhỏ bé như thế mà cũng có sao đâu. Đó là vì cấu trúc con người chúng ta quá phức tạp, với nhiều chức năng thể chất, đề kháng lại cái này hay ngăn ngừa cái kia. Nhưng ngược lại, chúng trở thành vật chướng ngại cho chúng ta. Hoặc quý vị thấy những sinh vật trên cạn trong địa cầu của chúng ta, chứ chưa nói gì đến những sinh vật sống ở đáy biển, một số côn trùng nhỏ, chẳng hạn như con ruồi. Con ruồi phải không? Hãy nhìn những chú ruồi này, họ rất nhỏ bé. Vào mùa đông lạnh giá, một số họ, không phải chỉ mùa đông, đôi lúc vào mùa xuân trời vẫn còn rất lạnh. Chúng ta đi ra ngoài một lúc thôi, còn không chịu được.
Nhân những chú ruồi này ở ngoài trời suốt ngày đêm mà không hề gì, hiểu không? Một số côn trùng nhỏ hơn cũng có thể sống ngoài trời mà không hề gì, nhưng chúng ta thì không thể. Chúng ta không quen. Cấu trúc cơ thể quá phức tạp và quá nhiều trang bị, hiểu không? Cho nên đôi lúc chúng ta không nhận được lực lượng tâm linh hay lực gia trì từ thiên đàng. Nhưng khi chúng ta ngồi thiền cũng là lúc rèn luyện. Rồi còn có hỏi nào khác không? Thưa sư phụ, con muốn báo một tin vui cho ngài. Thường thì rất khó tìm thực phẩm chay ở Tây Tạng. Nhưng cách đây một thời gian khi chúng con đến giúp một trường tiểu học ở Tây Tạng và thăm các trẻ em bị bệnh ở đó, chúng con có tìm hiểu tình hình ở đó qua một vị sư phụ về việc quảng bá thông điệp trường chay. Không ngờ vị sư phụ này nói họ ăn chay 10 năm nay rồi. Và lại ông cũng không ngừng quảng bá ăn chay. Chúng con tặng sách yếu, phiên bản tiếng Tây Tạng cho họ. Họ vui vẻ nhận sách. Vâng, họ cũng đang làm những việc tương tự như chúng ta. Họ cũng bắt đầu phóng sinh những chú bò, một số người đã ngừng giết bò rồi. Tốt, tốt, rất tốt. Cảm ơn sư phụ. Không có chi, rất tốt. Cảm ơn sư phụ. Một số lạc ma ở Tây Tạng thật sự ăn chay. Ví dụ như những lạc ma tiên tri, họ phải ăn chay. Còn ai khác không? Được. Cảm ơn sư phụ. Về những gợi ý lối dinh dưỡng mới mà ngài đưa ra, con biết rằng đó chỉ để tham khảo, nhưng nếu như chúng ta nói có cây thì phải cắt tỉa. Nếu chúng ta thực sự nhạy cảm thì có thể cảm nhận được cây đau. Ngài có cách nào để giải quyết vấn đề không? Không, nhưng nếu cắt tỉa cây hay gì đó, tôi không có ý kiến gì. Đó là vấn đề của quý vị. Cảm ơn sư phụ. Tôi có thể đề nghị thế nào đây? Quý vị niệm hồng danh. Quý vị xin lỗi và nói với cây làm ơn. Nếu có thể, người hãy rút các tuyến cảm giác đến bộ phận khác. Tôi sắp cắt bỏ phần này đi. Nhưng có lẽ làm thế cũng không có hiệu quả gì. Cảm ơn sư phụ. Cứ làm vậy và niệm hồng danh. Được chứ? Nếu phải cắt tỉa thì quý vị cứ làm. Nếu phải cắt tỉa lá thì cây không có cảm giác gì. Giống như cắt móng tay vậy. Nhưng nếu cắt tỉa cành lớn thì cây sẽ cảm thấy đau. Hãy bảo cây rút các tuyến cảm giác tới bộ phận khác của cây. Tới nơi thấp hơn hay đâu đó. Thưa sư phụ, dường như khi ở đây, chúng con có thể thức dễ dàng. Và con biết đó là lực gia trì. Chúng con có thể mang lực gia trì này về nhà để thức dễ dàng không? Không ngủ, để chúng con có thể thiền cả đêm. Hiểu rồi, một chút. Lúc dễ, lúc khó. Nếu được, quý vị hãy cố gắng mang về. Hãy cố gắng nhé. Khi quý vị thiền ở nhà một mình thì rất khó. Dạ. Nhưng lực gia trì này sẽ lưu lại ít nhất là vài tháng. Kính chào sư phụ, con muốn chia sẻ một câu chuyện với ngài. Năm ngoái, chúng con tới xem nhạc kịch chân tình ở Los Angeles. Sau khi kết thúc, chúng con thuê một chiếc xe Jeep. Bốn người chúng con đều là đồng tu. Có chị gái, em gái và cháu gái con. Chúng con lái xe tới công viên quốc gia. Sau khi lái xe được một lúc, chúng con thấy rất mệt nên tất cả đều ngủ gật. Kết quả là chiếc xe chạy vào đường núi và gần như sắp rơi xuống vực. Nhưng chúng con không hề biết gì cả. Khi tỉnh dậy, chiếc xe đã tránh khỏi sườn núi, đi sang bên trái đường và gần như đâm vào lề đường. Lúc đó con tỉnh dậy và đánh thức chị con. Thường là con lái xe vì con có bằng lái quốc tế, nhưng hôm đó vì con quá mệt nên con để chị con lái. Lúc chiếc xe chậm chậm lùi ra khỏi ven đường thì nó va vào một vách đá. Chúng con nghe thấy âm thanh va chạm nên đành phải dừng xe lại. Hai người đàn ông lái xe sau chúng con đến và nói với chúng con, các cô biết điều gì vừa xảy ra không? Chúng con nói chúng con không biết vì tất cả chúng con đều ngủ gật. Họ nói chiếc xe gần như rơi xuống vực. Một người đàn ông còn thắc mắc ai lái xe mà kỹ năng điêu luyện như vậy có thể điều chiếc xe lùi ra khỏi bờ vực. Anh ta không tin rằng làm sao có chuyện như vậy được. Họ ở phía sau, chứng kiến những gì đã xảy ra. Thế nên chúng con tin đó là nhờ sự giúp đỡ của sư phụ đã cứu bốn người chúng con. Cảm ơn sư phụ. Chúa ơi! Mệt thế rồi mà còn đi chơi nữa. Lần sau lái xe thì đừng có ngủ gật nhé. Mà buồn ngủ thì đừng có lái xe, hiểu không? Trước kia tôi đã nói rồi, quý vị thực sự làm tôi sợ. Tôi nhỏ bé và yếu đuối thế này, mà chiếc xe thì quá nặng.
Lại còn bốn đứa trẻ mập mạp ngồi bên trong, ăn uống no nê, rồi ngồi trong đó ngủ gật. Các cô là những người phi thường. Các cô thật phi thường. Có ai khác ở dưới lầu muốn hỏi gì không? Thưa sư phụ, con xin hỏi một câu hỏi. Ở trung tâm Nghi Lan có tiếng gia trì tâm linh, nhưng chúng con có hai trung tâm mà trước kia sư phụ đã từng ở đó. Con muốn biết là cả hai trung tâm này đều có tuyến gia trì tâm linh hay chỉ có một trung tâm có thôi ạ? Trung tâm nào? Nghi Lan, Formosa. Đều có. Cả hai đều có phải không ạ? Phải. Cảm ơn sư phụ. Lần này, sau khi trải qua một khảo nghiệm lớn, con mới đi tham dự với Hoàng được. Lần này chúng con đăng ký đi đợt cuối cùng, chúng con đổi từ đợt đầu thành đợt cuối. Chị con và con đều mạo hiểm. Chúng con giống như hai bà già phiêu lưu, vì chúng con không biết nói chút tiếng Anh nào, nhưng sư phụ đã an bài cho chúng con gặp được đồng tu Singapore, và chuyến đi rất thuận lợi. Chúng con xuống máy bay lúc 6 giờ 25, và phải bay chuyến bay kế tiếp vào lúc 6 giờ 55. Nên chúng con phải vội vã, nếu chỉ có con và chị gái con thì chúng con sẽ không thể đến đó đúng giờ. May mà có đồng tu Singapore, sư phụ đã cử họ tới dẫn đường. Vì vậy con xin cảm ơn sư phụ. Được, trên kia, con muốn hỏi gì? Chào sư phụ. Ngài nói lúc nãy rằng Ngài đang tìm một người lái xe vô danh. Thưa sư phụ, Ngài có còn tìm nữa không? Cô là tài xế xe à? Dạ, con muốn phụng sự cho Ngài. Là một người tài xế lái xe khiêm tốn nếu Ngài vẫn còn đang tìm. Ồ, cảm ơn cô. Cô là người châu Âu à? Dạ không, thưa sư phụ. Con là công dân Hoa Kỳ. Ồ, vậy thì khó. Cô chỉ có thể ở lại 3 đến 6 tháng. Tôi không biết tôi cần gì bây giờ nữa. Nhưng cảm ơn cô. Mọi người đến chỉ làm tôi xáo trộn nhiều hơn mà thôi. Bây giờ tôi sợ lắm rồi. Tôi nghĩ có lẽ tôi phải tự lái xe. Nhưng tôi phải cần ai đó vì... vì quý vị, tôi cần quý vị. Nếu tôi ở một mình, dĩ nhiên tôi không cần. Tôi không biết nói gì nữa. Rất khó, rất khó. Tôi không có ý nói cô, mà tôi chỉ nói chung chung. Cho tới giờ vẫn là như vậy. Tôi luôn bảo họ là làm ơn. Chúng ta phải đồng hành. Giống như một chiếc xe có bốn bánh. Tất cả đều phải đi về cùng một hướng. Không thể một bánh xe muốn đi về hướng Bắc, trong khi tất cả những bánh xe khác, hai ba bánh muốn đi về hướng Nam, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Nhưng dường như lúc đó họ không hiểu tôi nói gì. Với đầu óc con người thì rất khó. Họ luôn có các trò chơi của đầu óc. Tôi thực sự không biết. Hai ba ngày nay tôi cứ nghĩ mình sẽ làm gì đây. Tôi vẫn chưa có người lái xe. Quý vị à, quý vị không có bằng lái. Quý vị có à? Quý vị có bằng lái xe à? Ở đâu? Ái Nhĩ Lan, tôi nhớ lần trước quý vị không có. Hồi đó con không có, bây giờ quý vị có rồi à? Mới chỉ vài năm nay, quý vị có đủ kinh nghiệm không? Quý vị biết không, tôi có những người tài xế cả đời chỉ lái xe, mà tôi vẫn gặp phiền phức khi họ ở quanh tôi. Tôi đã nói với quý vị rất nhiều ví dụ, nên tôi không muốn nói về điều này nữa. Tôi chỉ thật sự mệt mỏi và đôi lúc tôi thật sự cần đi đâu đó gấp. Nhưng dường như tôi có nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tôi chỉ không có người lái xe. Tôi cần chở rất nhiều thứ. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi quý vị. Tôi thật sự thương quý vị. Có lẽ quý vị sẽ ổn, nhưng tôi thì chưa chắc. Tôi không chắc. Cô lái xe được bao lâu rồi? Con lái xe từ khi 18 tuổi. Và thưa sư phụ, trước kia con sống ở đây vài tháng. Con biết đường phố quanh đây. Tôi cần không chỉ là đường phố quanh đây. Tôi cần ở mọi nơi nữa. Con sẽ thử xem. Đây là những gì tôi sợ. Mọi người thích đến để thử. Hãy cho con cơ hội và rồi tôi sẽ rất mệt. Thưa sư phụ, con sẽ cố gắng hết mình. Tôi biết họ luôn nói vậy và thậm chí còn nói hay hơn cô.
Thưa sư phụ, con sẽ chết vì Ngài. Phải, phải. Tôi không cần ai chết vì tôi. Tôi cần họ sống và lái xe cho tôi thật tốt. Nhưng lần trước tôi đã kể câu chuyện cho quý vị nghe về người lái xe. Tôi không muốn kể lại và đó chỉ là một trong những câu chuyện điển hình. Tôi không biết cưng à. Cô ta cũng muốn lái xe cho tôi. Cô còn nợ bao nhiêu? Rất nhiều ạ. Nhiều, nhiều là bao nhiêu? Hàng trăm, hàng ngàn. Không, con có lẽ chỉ khoảng 20.000. Không, thưa sư phụ. Có lẽ khoảng 400.000. Thế thì không nhiều, phải không? Đó chỉ là khoản nợ hiện giờ của con, nhưng con chưa tính đến các căn nhà, bởi vì nếu con bán tất cả các căn nhà đi thì sẽ thanh toán hết các khoản nợ. Thế nên 400.000 thực sự không nhiều. Được rồi, vậy thì bán nhà đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Dạ được, à, cảm ơn sư phụ, tôi không biết. Ý tôi là, sao cô lại nói với tôi, cô muốn lái xe cho tôi trong khi cô còn nhiều thứ ràng buộc như vậy? Không, nhưng sư phụ, con đã chờ đợi Ngài nhiều năm rồi, đợi sư phụ đồng ý cho con. Bởi vì cô lúc nào cũng có bạn trai, còn nợ nần và cô đi đây đó. Rồi bây giờ cô đổ lỗi cho tôi. Dạ. Không, thưa sư phụ, hôm nay con mới nghĩ đến điều này. Khi còn rất trẻ, con không có nợ nần gì. Con đã hỏi Ngài và Ngài đã từ chối nhiều lần. Tôi không từ chối. Cô đâu có nói với tôi là cô sẽ bán nhà. Được rồi, nghe này. Hôm qua tôi bảo với quý vị rằng vì vấn đề kinh tế, nếu quý vị có nhiều nợ nần và nếu con cái quý vị đã trưởng thành, thì sao không bán nhà để có thể sống với mức thấp hơn? Như vậy sẽ không còn nợ nần nữa. Giả sử ngày mai quý vị có chết đi thì cũng không thể mang nhà theo cùng với mình, hiểu không? Nếu có ngôi nhà lớn thì tôi sống trong ngôi nhà lớn, nhưng tôi không có nghĩa là tôi thích. Tôi thích một căn nhà nhỏ hơn, dễ dọn dẹp. Chỉ dùng máy hút bụi của xe ô tô, trong 2 phút là dọn xong cả căn nhà. Nếu trong một ngôi nhà lớn, quý vị phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ để dọn dẹp. 1 tiếng đồng hồ đó, quý vị có thể dành để thiền, cứu cả địa cầu. Đôi khi 1 tiếng đồng hồ thiền tốt, có thể cứu địa cầu được 1 năm. Thiền sâu và không bị quấy nhiễu. Ý tôi là bây giờ, còn trước kia thì rất khó, trước kia không dễ vậy. Nhưng một khi bắt đầu, tới một trình độ nào đó thì nó sẽ tiến triển. Trong tất cả những tháng này, ngay cả một năm tôi cũng không thể cứu được. Và rồi đột nhiên tất cả cùng xảy ra. Bây giờ không thành vấn đề. Một mình tôi có thể cứu cả địa cầu rồi, thậm chí không cần quý vị cứu nữa. Nhưng quý vị phải tự cứu mình. Vậy nên hãy ngồi thiền. Thiền để giúp mình thăng hoa hơn và cũng có thể gia trì cho người khác. Càng cao hơn thì càng tốt hơn, không phải sao? Dạ phải. Một khi đạt cái đẳng cấp nào đó, quý vị sẽ không biết mình có được những gì. Tất cả mọi việc đều rất thú vị. Vâng, quý cô kia, người Tây Ban Nha. Dạ, con có một câu hỏi nhỏ. Con cũng muốn hát tặng Ngài một bài hát. Câu hỏi là, không có tình nhân tri kỷ, phải không ạ? Ngài đã nói về kẻ thù và bây giờ con thắc mắc. Ồ, được rồi. Ý cô là người bạn tri kỷ. Dạ, nhưng là một. Dĩ nhiên, có thể có những người bạn tâm giao, nhưng không chỉ có một. Vì con đã đọc trong một bài về cuộc phỏng vấn với Ngài rằng Ngài nói về những người bạn tâm giao và cũng là tình nhân tri kỷ, phải không ạ? Tôi có nói điều gì về tình nhân tri kỷ không? Có ạ. Như một người không có nhiều bạn tâm giao, nhưng hai người cần phải tìm đến nhau. Phải, chắc chắn rồi. Đó là lý do người ta nói bạn tâm giao, hay nếu không thì cô đơn. Cô đơn. Bạn tâm giao, phải không? Hai, phải, hai người. Đó là những gì họ tin, nhưng tôi không biết, tôi chưa tìm được người nào. Thế nên đôi khi tôi tìm được một người, tôi sẽ nói với cô. Nếu thật sự có. Có lẽ bạn bè hiểu ý tôi không? Bạn bè từ kiếp trước. Và khi gặp nhau, họ luôn hòa thuận. Rồi đó là điều người ta gọi là bạn tâm giao. Điều này có xảy ra.
Có vài người tìm được nhau, họ tìm được nhau. Vậy câu hỏi là gì? Bởi vì Ngài nói về kẻ thù, con tự hỏi về có bạn tâm giao hay không? Có, dĩ nhiên là có, thậm chí hôm trước tôi đã nói với quý vị rồi. Tôi không nói tất cả đều là kẻ thù, tôi chỉ nói đa phần là vậy. Bởi vì thế giới này là thế giới của cho và nhận, hiểu ý tôi không? Phần lớn, những người có vấn đề với nhau trong tiền kiếp quay trở lại để thanh toán. Dạ. Cô đang tìm bạn tâm giao sao? Nếu quý vị, hai người... Dạ, nếu có một người như vậy, khi cô tìm được một người thì nói với tôi. Trước tiên là Thượng Đế. Khi nào cô tìm được thì nói cho tôi hay. Dạ được, cảm ơn Ngài. Nào, hát đi. Dạ. Quà tặng của con là bài hát. Và món quà này con xin tặng Ngài. Ngài có thể nói với mọi người rằng bài hát là của Ngài. Bài hát có lẽ rất đơn giản, nhưng giờ đã viết xong rồi. Con hy vọng Ngài không chê. Con đã viết thành lời. Cuộc đời tuyệt vời biết bao. Giờ có Ngài trên thế giới này. Cha. Mọi người đều thích bài hát. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rất hay, rất tuyệt. Được. Ai phía sau kia? Được. Thưa sư phụ, con muốn hỏi Ngài về những điều Ngài vừa mới nói. Chúng ta càng tọa thiền nhiều thì sẽ càng thăng hoa lên cao hơn và chúng ta có thể giúp đỡ thêm nhiều người trên thế giới này. Trước kia, Ngài nói rằng cho dù sư phụ nâng chúng con lên cảnh giới thứ năm, nếu đầu óc chúng con không theo kịp thì chúng con cũng sẽ nhanh chóng rớt xuống. Câu hỏi của con là đôi khi con cảm thấy không biết con làm điều gì sai. Con luôn mong muốn có thể làm tốt hơn, nhưng con bị kẹt ở đâu đó. Vậy làm cách nào chúng ta có thể khiến đầu óc hợp tác và cùng đi lên để nó không gây trở ngại cho chúng ta? Nếu quý vị biết là mắc sai lầm thì sửa đổi ngay. Nếu nghiệp chướng nặng thì chúng ta nên làm việc nhiều hơn, kiếm nhiều công đức để bù đắp. Cách này sẽ nhanh hơn, được chứ? Tu hành đồng thời bù đắp lỗi lầm của mình, làm việc để kiếm công đức. Cô ta vừa hỏi câu hỏi làm thế nào để kiểm soát đầu óc, để thiền định được tiến bộ nhanh hơn. Và những điều như vậy, ta đã nói nếu quý vị biết khi nào mình sai thì hãy nhanh chóng sửa đổi. Mỗi khi biết mình sai thì thay đổi chiều hướng ngay. Đồng thời, tôi cũng nói chúng ta phải như là cũng tẩy rửa nghiệp chướng, tẩy rửa định nghiệp. Nghiệp chướng của tiền kiếp, sư phụ đã thay đổi rồi, nhưng định nghiệp trong đời này, khi quý vị sinh ra thì đã mang nó rồi. Trước khi sinh ra, quý vị được định sẵn là có bao nhiêu nghiệp chướng và loại nghiệp chướng gì. Chúng ta có thể giảm tới mức tối thiểu nghiệp chướng này bằng cách làm nhiều việc thiện. Như trong tiền kiếp, chúng ta có thể là một kẻ trộm cướp và gây rắc rối cho người khác, hay làm cho người ta mất đi tài sản. Trong đời này, chúng ta cho đi. Chúng ta cho bất cứ thứ gì chúng ta có thể, dĩ nhiên không giống như là chúng ta phải cho đi tất cả mọi thứ, nhưng cho những gì chúng ta có thể nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng này. Và rồi để chúng ta có thể thiền tốt hơn, đẳng cấp của chúng ta sẽ đi lên nhanh hơn. Thế nên chúng ta phải làm việc thiện và giúp đỡ người khác. Đó cũng là nhân tiện để kiếm công đức, vừa tọa thiền, vừa tẩy rửa nghiệp chướng bằng cách làm việc thiện. Được rồi, còn gì nữa không? Được, cô nói đi. Sư phụ, con có người bạn bên Âu Lạc đó. Bạn ấy thường xuyên đi giảng pháp cho mọi người nghe. Đến khi bạn ấy biết về sư phụ và pháp môn Quán Âm, bạn ấy bắt đầu giải thích cho mọi người thế nào là ăn chay, vừa đi giảng pháp về đạo Phật, rồi là nhân quả, rồi sau đó bạn còn giải thích thêm thế nào là ăn chay và giới thiệu cho cả mọi người về sư phụ. Tốt. Thầy của bạn ấy cũng là một vị thầy rất nổi tiếng ở bên Âu Lạc. Thầy bạn cũng xem qua một số băng của sư phụ về khí hậu thay đổi, ăn chay rồi đủ các thứ. Thầy cũng nói, ô sư phụ cũng tốt chứ đâu có gì xấu đâu. Và cũng để bạn con đi giải thích về ăn chay. Thế là sau đó bạn còn đi lên tận những vùng núi, vùng sâu, vùng xa để giải thích cho những người dân ở đó hiểu thế nào là ăn chay và đạo Phật.
Thế rồi là một số sinh viên bạn cũng đến các trường đại học để giải thích cho mọi người và rất nhiều sinh viên trai bây giờ. Rất tốt, chúc phúc cho cô ấy. Dạ, và sau đó các bạn ấy xem, họ nói, ồ, sư phụ toàn nói về anh trai và toàn nói về khí hậu thay đổi. Đặc biệt các bạn còn bảo chứ, nhưng mà sư phụ thật đẹp và thật trẻ. Tại không dòm gần đó. Dạ, hết rồi ạ. Cảm ơn cô. Hãy nói với cô ấy là tôi rất trân trọng. Cảm ơn sư phụ về những gì cô ấy đang làm. Dạ, và cầu Phật gia hộ cho cô ấy. Dạ, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Được rồi, rất tốt. Còn ai nữa không? Thưa sư phụ, con xin cảm ơn Hồng Ân đại đức của Ngài đã cứu con. Nhân đây con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Ngài. Con thương Ngài mãi mãi. Được rồi, cảm ơn cô. Con xin chia sẻ câu chuyện về một bạn thú. Một chú chó đã gánh nghiệp cho con người. Một vị sư tỷ nhà có nuôi một chú chó. Một vị sư tỷ khác bị bệnh nằm viện. Đến thăm vị sư tỷ nuôi chó kia. Ngay khi vị sư tỷ bước vào thì chú chó sủa gâu một tiếng. Vị sư tỷ nằm viện vì bị thương ở chân. Nhưng ngay lúc đó, chân chị ấy khỏi luôn, nhưng đồng thời, một chân của chú chó bắt đầu bị đau. Sau đó, sư tỷ đưa chú chó đến bệnh viện chữa trị và chú đã khỏi rồi. Con muốn chia sẻ về những đồng tu cao tuổi ở nơi chúng con ở. Con đến từ Trung Quốc, chúng con có một vị đồng tu rất lớn tuổi. Khi bà mới tiếp xúc với giáo lý của sư phụ thì một chữ bé đôi cũng không biết. Nhưng vì bà rất thành tâm cầu xin sư phụ giúp đỡ, nên bây giờ bà đã đọc hết 10 quyển sách của sư phụ rồi. Cảm ơn tình thương vĩ đại của sư phụ. Còn một đồng tu cao tuổi khác, bà đã hơn 80 tuổi. Một lần khi bà xuất hồn đi lên thiên đàng, ở đó đẹp đến nỗi bà không muốn quay trở lại. Và lúc đó có mấy vị Phật Bồ Tát ở trên đó. Một trong các vị Bồ Tát nói với bà là bây giờ bà phải đi xuống. Cư dân địa cầu đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Bây giờ vẫn chưa đến lúc bà sống ở đây. Nghe vậy bà buồn quá và bà khóc. Vì thấy thiên đàng đẹp như vậy nên bà không nỡ rời khỏi đó. Bà nói, tôi già như thế này rồi mà các ngài còn bảo tôi đi xuống, tôi có thể làm được gì chứ? Bồ Tát trên đó nói, bà phải đi xuống vì bà vẫn còn nhiệm vụ để độ cho một vạn người. Bà rất buồn và bà khóc rồi nghĩ, mình già rồi, hơn 80 tuổi rồi, đi lại còn không xong thì làm sao độ cho người khác được. Bà tiếp tục khóc vì buồn. Thế rồi một người bên cạnh nói, á chà, nếu bà không độ được từng người một thì bà tìm người họ vạn, nghĩa là 10.000 bà độ. Ồ, nghe vậy bà nhìn sang bên cạnh và thấy người đó trông rất từ ái. Và sau đó, bà nói, được, được, tôi sẽ đi xuống tìm người họ vạn để độ. Thế là bà lập tức đi xuống. Và sau đó tìm được người họ vạn thật. Anh ta kinh doanh một nhà hàng mặn. Bà đã cảm hóa anh ta nên anh ta đã đóng cửa nhà hàng mặn đó rồi. Sau đó, vị Bồ Tát thông báo cho bà rằng bà sẽ vãng sinh vào lúc 8 giờ sáng thứ hai. Bà tập hợp cả gia đình lại gồm các con trai, con gái của bà. Một trong những người con rể của bà là kinh doanh một nhà hàng mặn. Vào 8 giờ sáng hôm đó, tất cả mọi người trong gia đình bà đã tập trung lại. Khi người con rể kinh doanh nhà hàng mặn đến, vừa mới bước vào cửa, ông ta hỏi mẹ đâu. Rồi ông ta thấy mẹ vợ mình đang thiền trên một cái bệ. Vị đồng tu lớn tuổi này đang khoanh chân ngồi thiền. Ông ta nhìn thấy mẹ vợ mình và để ý thấy trên mắt trí huệ của bà có một đóa sen vàng sáng lấp lánh. Đóa hà cứ tỏa sáng từng hồi một. Ông ta nói, mẹ thường bảo tôi đừng kinh doanh nhà hàng mặn nữa. Quả là có Phật Bồ Tát thật. Bây giờ tôi tin rồi, ngày mai tôi sẽ đóng cửa nhà hàng mặn. Ngày hôm sau, nhà hàng mặn của ông đã đóng cửa. Sau đó vị ông tu qua đời một cách an toàn. Còn một vị đồng tu cao tuổi thứ ba, ông ấy hơn 70 tuổi. Một lần trong lúc ông đang ngồi trên giường, đột nhiên linh hồn ông đi đến Tây Phương Cực Lạc. Ông ở bên ngoài bát công đức thủy nhưng không đi vào bên trong được. Ông thấy Tây Phương Cực Lạc đẹp quá, liền hỏi vị Bồ Tát bên cạnh mình, này, ngài cho tôi vào trong ngắm một chút được không? Vị Bồ Tát đó nói, không được. Ông vẫn chưa ăn chay nên không vào được. Ông nói, ăn chay à, tôi không ăn chay. Ăn chay khó lắm. Một người khác bên cạnh ông nói, ăn chay rất dễ, không khó đâu.
ăn chay đi, ăn chay dễ lắm. Ông nhìn sang bên cạnh. Thực ra, người nói với ông, hai câu này chính là sư phụ. Sau này ông nói với con rằng người nói ăn chay rất dễ đó là sư phụ. Sau này ông nói với con như thế, vị đồng tu 80 tuổi kia cũng nói rằng, người bảo bà đi tìm người họ Vạn chính là sư phụ. Ở trên đó, Ngài nói vậy với bà. Được rồi, họ là những hóa thân của Ngài. Được rồi, bây giờ quý vị biết tại sao tôi bận rồi ha. Tôi không chỉ bận ở đây, mà ở đâu cũng bận. Quá mệt. Được rồi, rất tốt. Được, cô nói đi. Chúng con muốn chia sẻ một vài tin vui ở Nga với Ngài. Ồ, vậy sao? Dạ, từ năm ngoái. Ở Nga, đã cấm bán rượu từ 11 giờ đêm. Và mấy hôm trước, con có đọc một bản tin, một dự án lớn mà Ngài Putin đã chuẩn bị là từ tháng 1 năm 2014. Sẽ cấm bán rượu cả ngày trong các cửa hàng bình thường ở mọi thành phố. Và nếu muốn mua rượu thì phải đi đến một nơi đặc biệt ở Nga, dạ đặc biệt, Siberia hay đâu đó. Siberia và cảnh Bắc Cực hay đâu đó. Next to the North Pole something. Putin là anh chàng tốt và ông ta muốn giảm đi các cảnh phim người ta uống rượu hay hút thuốc. Được, anh chàng tốt. Ông đang chuẩn bị dự án này. Ông ta rất tốt, rất tốt. Tôi mừng cho quý vị có nhà lãnh đạo như Ngài Putin. Tôi mừng cho quý vị. Cảm ơn sư phụ.